Vâng, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi thực hiện cái clip này ở nhà bác Toản ở Cẩm Xuyên, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đây, trong vườn đây là cái không gian cây cảnh của bác. Có một số cây được cây đặt trong cái khuôn viên nhỏ gọn này. Còn đằng trước mặt chúng ta là cái ngôi nhà bác đang làm, rất đẹp. Cây của bác Toản thì là cũng khá là kỹ cây, cũng một số cây mịn. Hôm nay tôi đến đây chơi và cũng ghép cho bác mấy cây xanh. Bác có cây túc, bác đang chỉnh sửa một chút. Còn đây là cái xanh phôi Nam Điền. Còn hai găng. Đây là cái cây túc của bác, có cái dáng khá điệu và đẹp. Cây cũng già cây nhá. Đây chúng ta xem cái phần đế. Bộ đế bệ này là các cái rễ cũng chia 24 giờ đều xung quanh, rất đẹp. Lá của cây cúc được bác cắt giật nhiều lần thì nó đã nhỏ lại. Cây đã đi trưng bày. Cây túc này cũng khá kỹ. Tôi sẽ lướt qua khu vườn một chút để cho chúng ta cùng xem. Đây là cái bộ tiểu cảnh. Cái bộ tiểu cảnh này là một trong những bộ tiểu cảnh lối cổ còn sót lại. Bộ tiểu cảnh rất đẹp, được bài trí trong một cái bể nước. Cái bộ tiểu cảnh này gọi là cái cây đa giếng nước sân đình của người chơi phía Bắc, là thường có cái lối tiểu cảnh này. Đến bây giờ thì đi tìm những cái bộ tiểu cảnh như thế này cũng rất hiếm, không còn nhiều. Những cái họa tiết trang trí ở đây được đẽo gọt rất là cẩn thận. Cái cột đá thu nhỏ và những viên gạch được xẻ ra. Còn đây là cái ngôi đình. Ngôi đình thì có ngôi đình có hai cái cột đá ở hai bên. Nhìn cái bộ tiểu cảnh này nó rất là tinh tế, chi tiết. Và tỷ lệ cái cây trồng ở đây trong cái bồn này nó cũng rất nhỏ, như ngón tay út của tôi, hai bên hai cây. Cái này cũng được các nghệ nhân gọt tỉa kỹ, giả mái ngói, rất có hồn, rất có chiều sâu. Còn đây là cái cây đa lông được trồng ở trên cái bệ đá ở phía đầu đình này. Những cái viên đá cuội nhỏ
được gắn lên trên đây người gọi là cái móng nhà. Còn đây là những viên gạch. Những viên gạch cũng được đẽo gọt rất là tỉ mỉ cẩn thận. Chỉ nhỏ bằng ngón tay thôi. Tạo nên cho cái tác phẩm một chiều sâu. Những viên gạch được kẻ vẽ tạo tác từ những cái viên gạch lớn hơn, giống như là một cái sân gạch thật được thu nhỏ lại. Chúng ta xem cái cổng. Cái kiểu cổng này nhìn rất đẹp, cũng được thu nhỏ, rêu phong. Còn đây là cái giếng nước và bụi tre. Cảnh làng quê của người miền Bắc được thu nhỏ trong cái bộ tiểu cảnh này. Đây là một cái nét văn hóa làng quê được tái hiện lại trong bộ tiểu cảnh, nhìn rất đẹp và ấn tượng. Vâng, tôi đo tạm cái cổng cho chúng ta cùng xem nhé. Hơn một gang tay tôi chiều ngang một chút. Và chiều cao thì cũng hơn một gang. Rất nhỏ gọn. Vâng, tôi sẽ đi qua những cái cây ở trong vườn. Cái cây xanh quê này lát nữa tôi sẽ ghép cây này và cái cây vế bên kia, cây đằng sau cây xanh Nam Điền này. Ở đây chúng ta thấy một cái cây xanh Nam Điền lối cổ. Cái cây này bác đặt tên cho nó là gì bác? Tam Đại Đồng Cư. Tử Tôn. Con tử con tôn. Đây là một cây xanh Nam Điền rất khỏe, mịn cây, bóng tán đẹp, đế bệ cũng vững chắc. Đây hả? Đây là tôn à? Con này là tử à? Con đẻ ăn thôi. Con nuôi, ngọc bệ đẹp. Già méo, mẹ đẹp quá. Đây là con tử. Sở hữu cây này cũng rất hay đấy. Tử treo. Rồi, tử treo ấy. Đẻ đây, chân gốc của nó đây. Xong đây. Bộ đế mẹ đẹp nha. Đây cái dòng da da sần. Già già méo nhá, già méo khô cây. Đấy là con tử đó, con tử đẻ.
không để mà chơi xanh Nam Điền thì đây cũng là một cái tác phẩm khá là đẹp. Cây già và địa y rêu phong. Một cây làm theo lối ngày xưa các cụ làm, nhưng mà vẫn giữ được cái form ấm thân, bài mã hợp lý. Cây xanh quanh năm, chất cây khá đẹp. Và đây là cái cây xanh Nam Điền, lát nữa tôi sẽ ghép. Chúng ta ngó qua những cái cây của bác Toản, cây mịn. Trong đó là có cái cây xanh dáng làng này. Một cây xanh quê chất đẹp nhá. Mịn cây. Dáng làng hồn quê. Bác Toản là người cẩn thận cho nên là cây của bác cũng rất là mịn màng, sạch sẽ, gọn gàng. Những chiếc rễ đã ôm chặt khối đá bên dưới đan xen vào nhau rất đẹp mắt. Có lẽ tôi sẽ tìm cách để đứng lên trên cao, quay từ trên ngọn cây này xuống. Phải nói đây là một cây xanh quê rất đẹp, cây xanh quê dáng làng. Có bộ rễ bẹ ôm chặt đá, da rẻ méo mó, chảy xệ. Cây này bác tuốt lá đi được rồi đấy. Tuốt đi để cho ra răm mầm mới xanh mướt đẹp. Cũng để gần Tết. Gần Tết cũng như sắp sửa lập xuân là tuốt đẹp. Gần Tết. Tuốt giờ thì mùa này nó lạnh không nên là sẽ sâu nhiều. Cây xanh quê này là cái cây đảm bảo đi chơi rất là hợp lý đây, đẹp đây. Bài mái ấm thân. Nhìn có chiều sâu. Vâng, tôi sẽ trèo trên cao để lấy hình tổng quan của cái khu vườn. Ở đây là cái cây xanh Nam Điền dáng trực, già cây mịn cây, cũng được bác Toản chăm chút rất là cẩn thận. Không gian của khu vườn tuy nhỏ nhưng mà cũng để được vào đây rất nhiều cây. Những cây xanh dáng làng này, xanh quê. Bác Toản có một số cây thôi nhưng mà cây rất là chất lượng. Vâng, tôi xin dừng cái video clip này tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.